đang chơi. Đang chơi này bây giờ chúng ta cũng thả lên chơi. Sử dụng cơ chế khơi nóng. Đang chơi này gồm có một lồng đèn và một phanh buộc. Phanh buộc này được làm từ sáp. Sáp này có thời gian chạy tầm khoảng 3 đến 4 phút gì đấy. Đèn chơi phải có thép và thanh tre. Để đó làm cho nó bung ra to, với tối những nó có màu tím. Trên đèn sáng này sẽ có một cái lỗ để ta bỏ vào thanh thép, và chỉ cần đặt vào cùng cho thanh thép giữ lấy cái sáp đấy, không chỉ vào. Bây giờ ta phải đột một đột một hồi cái sáp nó phải chạy ngay càng thì đội, và phải úp xuống để cho nó lấy hơi nóng. Chân không thì tóm càng nóng thì lực đầy của nó sẽ càng tốt. Lúc này nó bắt đầu thay đổi vị trí đó đấy. Đến chưa? Lên.